Xin kính chào các quý anh chị, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Với 10 ngày cuối của tháng 8 thì Mitsubishi đang có một số các chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn, đặc biệt đó chính là dòng sản phẩm Expander. Chính vì vậy trong clip ngày hôm nay, đội ngũ Happy Car sẽ cập nhật về bảng giá khuyến mãi và làm mới nhất của dòng sản phẩm Expander dành cho các quý anh chị ở trong 10 ngày cuối của tháng 8 này. Nếu mọi người đang có quan tâm thì mọi người có thể gọi điện trực tiếp qua số hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình của đại lý chính hãng miền Bắc miền Trung và miền Nam để đại lý có thể tư vấn trực tiếp dành cho tất cả các quý anh chị để mọi người có thể nhận được báo giá một cách tốt nhất trên toàn quốc. Còn quay trở lại clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với các dòng sản phẩm của Mitsubishi Expander năm 2024 với rất nhiều các chương trình ưu đãi của phiên bản MT số sàn, phiên bản Eco, phiên bản Premium và phiên bản Cross. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phiên bản MT phiên bản số sàn với mức giá đang có thấp nhất, mức giá niêm yết 560 triệu đồng. Hiện tại thì đại lý đang có chương trình khuyến mãi giảm trực tiếp cho các quý anh chị là 40 triệu đồng, hỗ trợ nghĩa là còn 520 triệu. Lâm, lâm bánh xong tại Hà Nội sẽ là 608 triệu đồng, lâm bánh tại tỉnh 579 triệu và lâm bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 598 triệu đồng. Nếu các quý anh chị chúng ta vay trả góp thì đại lý sẽ hỗ trợ Mitsubishi Financial Service với cái số tiền tối thiểu các quý anh chị chuẩn bị là 20% tương ứng là 182 triệu đồng. Đại lý đang có đầy đủ tất cả các màu sắc là màu trắng, đỏ, đen, xám và nâu dành cho tất cả các quý anh chị. Và quý xin được nhắc lại, số tiền khuyến mãi bây giờ chỉ còn 520 triệu dành cho phiên bản số xa mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phiên bản Eco số tự động phiên bản có mức giá tiêu chuẩn của số tự động là 598 triệu đồng giá niêm yết. Hiện tại lăn bánh xong hết toàn bộ dành cho những quý anh chị chúng ta đang muốn lấy xe. Lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 640 triệu. Làm bánh tại tỉnh sẽ là 618 triệu đồng và làm bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 637 triệu và đại lý đang có hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ dành cho tất cả các quý anh chị. Với số tiền này thì mọi người chỉ cần chuẩn bị số tiền tối thiểu khi vào vay trả góp là 192 triệu đồng là các quý anh chị chúng ta có thể lấy xe với đầy đủ tất cả các màu sắc có thể giao dành cho tất cả quý anh chị. Chính vì vậy để cụ thể nhất thì mọi người cứ inbox trực tiếp qua số hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình của đại lý chính hãng miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phiên bản Expander, phiên bản Premium, phiên bản mà được các quý chị chúng ta lấy nhiều nhất và đang có những cái chương trình khuyến mại rất tốt. Với mức giá lăn bánh niêm yết là 658 triệu đồng, hiện tại đại lý chỉ còn 608 triệu đồng mà thôi. Vậy thì lăn bánh xong tại Hà Nội sẽ là 703 triệu đồng, lăn bánh tại tỉnh là 674 triệu và lăn bánh ở Thành phố Hồ Chí Minh 600. 93 triệu đồng dành cho các quý anh chị chúng ta đang quan tâm đối với phiên bản premium và số tiền tối thiểu vay trả góp mà người chuẩn bị là 217 triệu đồng và đầy đủ tất cả các màu sắc có thể giao dành cho những quý anh chị chúng ta đồng muốn lấy xe và phiên bản cuối cùng là Expander Cross với mức giá niêm mươi 698 triệu với mức giá khuyến mãi 645 triệu đồng lăn bánh xong tại thành phố Hồ Chí Minh 733 năm bay tại thành thành phố Hà Nội 745 và năm bay tại thành tỉnh là 714 triệu đồng với số tiền tối thiểu chuẩn bị vay trả góp là 217 triệu đồng và đầy đủ tất cả các màu sắc có thể giao ngay dành cho tất cả các quý anh chị. Nếu mọi người đang có nhu cầu đặt hàng thì mọi người có thể gọi điện trực tiếp qua số hotline ở phía miền, miền Bắc, miền Trung và miền Nam để được nhận những số tư vấn cụ thể nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những cái option cái sự khác biệt của cả bốn phiên bản. À, cả bốn phiên bản thì đều chúng ta có cái kích thước chiều dài tổng thể dài rộng cao là 4775 nhân 1750 và nhân 1730 đây là trục chiều dài cơ sở 2755 lớn nhất ở trong phân khúc với khoảng sáng gầm xe là 255 dành cho phiên bản premium và phiên bản Cross có phiên bản AT và MT sẽ là 205. Với kích thước cụm đèn sẽ là cụm đèn LED cho phiên bản cao cấp nhất còn tất cả các phiên bản còn lại sẽ là bóng đèn halogen. Ngoài ra thì gương xe sẽ được chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ, vành hợp kim là 17 inch dành cho phiên bản Premium và phiên bản Cross còn hai phiên bản còn lại thì sẽ là phiên bản 16 inch. Đi vào trong phần nội thất thì chúng ta sẽ có à, ghế sẽ là ghế da cho ba phiên bản cao cấp nhất còn phiên bản MT sẽ là uratan. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái ghế lái chỉnh điện chỉnh cơ 6 hướng cho ba phiên bản, còn phiên bản MT sẽ là 4 hướng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái option uh, về giải trí, ví dụ như là hai phiên bản cao cấp nhất sẽ là 9 inch cho phiên bản Premium và Cross, còn phiên bản MT và phiên bản AT Eco sẽ là 7 inch mà thôi. Ngoài ra có kết nối Android to Apple CarPlay không dây, đi kèm với phanh tay điện tử và auto hold cho hai phiên bản cao cấp nhất, còn hai phiên bản còn lại thì sẽ chỉ là chỉnh tay mà thôi cùng với đó thì chúng ta sẽ có điều hòa chỉnh điện này có crew control cho hai phiên bản cao cấp nhất sự khác biệt cũng khá là nhiều khi mà chúng ta sẽ đến với đó chính là an toàn khi mà được trang bị trên phiên bản cao cấp nhất cho phiên bản premium và phiên bản cross chúng ta sẽ có cảm biến lùi và camera lùi còn hai phiên bản còn lại thì chúng ta sẽ không có cảm biến lùi mọi người nhé. Còn đâu tất cả các phiên bản chúng ta đều có số túi khí là hai hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp và hệ thống khởi hành ngang dốc có trên tất cả các phiên bản. Vậy thì với cái mức giá bán ở thời điểm tại nếu các quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng cho dòng sản phẩm Mitsubishi Expander năm 2024 thì mọi người vui lòng có điểm hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình. Với cái mức giá như vậy thì quyết tin chắc rằng các quý anh chị chúng ta cứ inbox trực tiếp, đại lý cũng sẽ báo giá và khuyến mãi tốt nhất dành cho những quý anh chị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. like và đăng ký kênh, ấn thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Có điểm hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của